Tài xế xe con có pha lùi xe khiến người đi đường như đang xem phim hành động. Dù may mắn không gây ra vụ tai nạn, nhưng pha lùi xe của người tài xế cũng khiến bất cứ ai cũng phải lo sợ. Nhiều người dự đoán rất có thể chủ nhân chiếc xe đã nhầm chân phanh sang chân ga. Đoạn video do camera hành trình của một chiếc xe đang tham gia giao thông ghi lại cho thấy, khi phương tiện này đang di chuyển chậm trên một con phố thì phát hiện một chiếc xe con khác lùi một cách bất ngờ từ bên phải sang. Nhìn cách chiếc xe con lao ra đường, nhiều người dự đoán rất có thể tài xế trong lúc lùi xe đã nhầm chân phanh sang chân ga nên chiếc xe mới lao ra ngoài nhanh như vậy. Thời điểm phát hiện vụ việc, ngoài chiếc xe có cam hành trình, một chiếc xe bán tải khác đi ngược chiều cũng may mắn thoát khỏi cú quay xe ẩu của chiếc xe con. Các bạn nghĩ sao về tình huống trên? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.